Hello mọi người nhé. Giờ mình đang đổ đèo Bảo Lộc mọi người ơi. Đang đổ nửa đèo rồi. Giờ đang đứng trên đường về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh mọi người. Kéo cái dây này lên cho nó sáng sủa cho mọi người thấy nha. Tại bây giờ là 5:30 rồi mọi người. Hôm nay thì đợt mình xuống là có hai anh em à, đi xe không luôn mọi người. Về Sài Gòn lấy khách lên. Này cuối tuần á bà mọi người. Này thứ 6 rồi. Thứ 7 rồi. Cuối tuần là Sài Gòn người ta lên Đà Lạt ta chơi á mọi người. Nhiều lắm. Lên là phun giường luôn. Nhưng mà xuống thì lại là không phun. Xuống là đổ xe không xuống thôi. Trước mình là xe cấp cứu. Cấp cứu mà chạy gì mà chậm dữ vậy trời. Cấp cứu gì sao mà kịp cấp cứu ta. Ta bệnh hoạn mà chạy bò bò vậy sao được. Cấp cứu này là dạng như ở Sài Gòn nó lên nó chở người lên đó. Về chạy xe không về mọi người. Cho nên nó chạy nhẫn nha, nó chạy đó, mấy cái cua đèo Bảo Lộc mọi người đó. Cua ghê chưa đó, lượn qua là lượn lại nè nha. Thấy chưa, ngoằn mèo vậy đó mọi người. Cua che khuất tầm nhìn không ạ? Cái con xe nhựa nó tai nạn đó, nó đổ nhựa ra đường quá trời khúc này, cái này năm rồi trời nắng cháo quá. Này đèo hơi trống tại là đổ nó hơi nhanh tí xíu nha mọi người. Ở khi thì xe tải bò không à, phía trước mình rồi một xe tiếng Anh đó, anh chạy trước bắt thằng đó lại tra tấn mới được đó mọi người thấy không, bắt bạn đó là tra tấn bạn đó mới được. Sĩ Lê Văn Sĩ mình ghé xuống hết đèo mình ghé cái dầu nha mọi người. Cái dầu cái ông cây dầu ông gửi con ông về gia kiệm chở giùm về. Ôi ngủ quá à. Giờ ngáp mà trời. Sao tối lên nổi. Mới giờ này xuống đã ngáp rồi. Đây hai chắc là hai vợ chồng bỏ bệnh đi xe Honda miền Tây lên 63 Long An 62 hả, Tiền Giang 63 đúng không, 63 Tiền Giang xe máy lên Đà Lạt chơi tối nay là vượt thủ rồi. Cái xe Honda nào nó đổ lên Đà Lạt khá nhiều rồi nha, tối nay đi đông lắm. Phật thủ vượt biên. Trời ơi, không biết sao tới giờ này mình ngáp chê mọi người, không biết sao ngáp buồn vậy đó. Buồn ngáp chơi vậy đó.
dạo này người mình cũng xuống sức lắm rồi mọi người, mệt đuối rồi. Này một tháng mấy rồi, tháng mấy hai tháng này, tháng mấy rồi, tháng mấy chưa được nghỉ mọi người. Người mình giờ nó cũng uể oải lắm rồi. Quá mệt mỏi rồi, hết đèo rồi mọi người, hết đèo rồi. Gỡ con không gỡ không ta, không có gỡ hỏi không tiếng kìa, để con ổng nhà rồi. Mình xuống tới đây là địa phận Maragua nha mọi người, phần con Maragua cũng thuộc về tỉnh Lâm Đồng nha mọi người. Thì phần có tỉnh Lâm Đồng là chạy dài từ trên là Lạc mà chạy dài xuống tới 142 cái số 142 là thuộc về địa phận có tỉnh Đồng Nai mọi người. Trạm thu phí cũ hồi xưa có một trạm thu phí ở 142 đó, đó là địa phận có Lâm Đồng ở Lâm Đồng và Đồng Nai. Đây là chạy quán cơm Đồng Tháp này, ngày xưa có Thành Bưởi chiên da đậu ở đây nè mọi người. Thành Bưởi là đậu đó không á, ghé quán cơm đó. Bây giờ Thành Bưởi nghỉ chạy rồi, xong cái quán cơm cũng thưa thớt khách, xe cộ cũng ít có ghé, nữa là chỉ có Thành Bưởi ghé thôi. Xe ben anh chơi đèn quá, đèn xe như cải lương, đèn vàng đèn đỏ gì dán đây xe. Có gì anh em chơi xe, chạy xe hay mua đèn đồ bọn nọ trang trí đèn bên ngoài nhiều lắm, thích thích cho xe mình nổi bật lên đó. Chơi đó là từ anh em mà bỏ tiền túi ra chơi không mọi người, chứ không có ai mà chi tiền cho chơi đâu. Xe cộ gắn đèn rồi là tự mình bỏ tiền túi ra mình chơi. Nó bố người ta đuổi mình nghỉ, sau đó mình lột cái kè cái đèn ra, kèn cũng vậy đó, cái kèn đó. Nên chạy xe là muốn chơi là bỏ tiền ra chơi thôi, kèn rồi đèn luôn. Buổi chiều này mặt trời nó chá lên, quay déo cho mọi người coi hơi tối, mọi người thông cảm nha. Rồi, trước mặt mình tới là gọi là Bà Sa mọi người, cái bà Sa. Đây, cái bà đó mà đi thẳng xuống là xuống Bình Thuận rồi, Bình Thuận rồi. Xuống Phan Rang Phan Thiết cũng được luôn mọi người, Bình Thuận đi ra quốc lộ 1 á bên kia cũng được luôn. Đây xe Tuấn Anh 29940, đây là có đồng chí Lê Văn Sĩ chạy.
Trang. Thì trước mình là anh Phương Trang. Phương Trang giờ cũng đổ, đa số đổ xe không, giờ này đổ xe không về Sài Gòn hết mọi người. Để lấy khách lên cuối tuần. Đà Lạt về Sài Gòn này đâu có nhiêu. Xuống tới đây là không khí hậu gọi là nó hơi nóng nóng lại xíu mọi người. Còn trên đèo, vô lọc trên đèo cho lên đó thì khí hậu nó lạnh, mà lên nữa là lạnh nữa. Còn xuống cái địa phận dưới đây là nóng, dưới thấp nóng, nóng nó rít rít người mọi người. Sĩ này nó không ghé cái dầu nó cho khách vệ sinh hết ta. Ơi bữa xe hồi nãy mới qua mọi người, xe đó không có phòng vệ sinh, chạy đây cũng cực lắm, cứ chút là phải dừng lại cho khách tiểu. Chạy xe mà có phòng vệ sinh để quen rồi đi từ nhà đến trường luôn. Vụ là quán cơm chính chi mọi người, cơm đã dành cho mấy anh em xe, mấy anh em xe Điện Linh ở Anh Tiên đâu đó, Điện Linh đó. Thì, nhưng mà cũng nhiều là xe ai muốn ghé thì ghé thôi, thường là xe chợ. Không anh sẽ tải chứ anh bò sao lớp à, nữa nữa 20 phút. Không anh sẽ tải chứ anh bò, bò cực quá. Bò là mấy anh xe sao, xe con sao anh cũng bò phải không? Trời ơi, anh nó vượt anh không biết vượt. Cái xe đổ thì anh đi vượt, mà cái xe đường trống thì anh không lại vượt. Rất là nguy hiểm. Anh không chưa có canh nữa. Xe con xe mới, nó mới chưa có canh được cái tốc độ của người ta đi á. Cái tốc độ của mình đi á. Anh vượt tầm 7 tầm 3 không à. Cái lúc trống á, được vượt thì không vượt, mà lúc xe đổ tốc độ vừa tới thì anh móc ra anh vượt, đây rất là nguy hiểm. Chốn xa vời đó, chỗ này là cấm vượt mọi người, chỗ này mình tuân thủ à, nên liền nè mọi người, ai vượt thì cứ vượt, vượt được cái thì công an mà bắt được thì chịu được. Cái này là lên liền cấm vượt, mình qua được đây là mình vượt nè, nè sắp tới nè mọi người, sắp tới đi vượt nè đó, cho nên lên các khúc nè mọi người đó, cho nên lên các khúc rồi đó, nhanh lên vượt thì tranh thủ vượt lên, cái xe nó đổ xuống sao rồi, tới đây là lên hết các khúc, cho nên hết được vượt rồi. Vượt là phải dứt khoát mọi người, vượt là không có nhát.
nóng quá, bên đây nóng ghê vậy. Xuống tới địa phận dưới đây là thấy là người khí hậu nó nóng quá. Đây là cầu đại quay nè mọi người, xong đẹp không, ngựa cả, ngựa không à. Em nhớ cái ông nào cũng nói cái cầu này gọi là, cái ông nào ở bên Đắk Lắk ông qua bên Buôn Mê ông qua đây ông chạy ông nói cái cầu này em biết gọi cầu gì không, cầu ngựa, tại vì nó có mấy con ngựa để xung quanh đó. Kia gọi là cầu ngựa. Năm giờ 40 phút rồi, chiều rồi, tối rồi. Biết á, mình đi sao người ta đó, lắp cho tạt cái đầu mình dễ nguy hiểm lắm, cho nên là phải bóp kèn báo hiệu. Trốn xa vời đó mưa gió có buồn từng đêm lặn ra anh bóng mưa về em. Đây là cầu Đắk Liêu mọi người, cầu Đắk Liêu đây, từ khúc này vào đổ dài lên tới gọi là chợ Maragui thị trấn là không nên vượt nha mọi người. Và như vậy, chỗ này nè, chỗ này là không được vượt nè, chỗ này là quay phim suốt ngày nè mọi người thấy không, xe nào đâu, xe nào vượt đâu, chỗ này là quay phim, quay phim suốt luôn á. Mình vượt là người ta quay lại á, lấy những gọi là cái gì ta, cái gì sữa nè, chim mồi cò đó mọi người, rải ta rải khắp chỗ những đoạn đường cấm vượt này nè để quay phim, ngồi chỗ quán hay ngồi chỗ góc nào mọi người cầm điện thoại thấy xe nào vượt thì quay phim lại gửi về Zalo, gửi về dưới, gửi chốt ở dưới mọi người, xong rồi bắt lại vậy đó. Cho nên là anh em đi đoạn đường này phải cẩn thận mấy khúc mà cấm vượt này nha, đừng có móc ra và vượt là có hình ảnh video luôn đó. Mấy anh ngồi trong đây nè, mấy con bụi lùm này kia nọ rồi đó, hai ngồi lên giả dạng như xem ra ôm đồ này kia nọ, nói chung là cò không à, chứ không phải là người có cơ quan năng, người đúng là cũng là người, nhưng mà người ngoài người ta thuê vào ta làm bắt mấy cái len vậy nè, rải khắp những đoạn đường mà cấm vượt để bắt. Cho nên là anh em nào đã lên thấy trong này không có xe đổ lên trống móc là vượt là dính nha. Rồi đây tới quả trạm dừng chân có Phương Trang nè mọi người, đã Phúc Lộc Maragui nè mọi người, trạm dừng trong đó đó có Phương Trang đó. Đồi sầu riêng không, ta phá đồi ra ta làm sầu riêng mọi người, trồng sầu riêng. Rồi đây là tới địa phận có đèo chuối nha mọi người. Đó, cái đèo chuối thì nghe cái tiếng là đèo chuối, nó cái đèo là nó cao nhưng thật sự nó có cao mọi người, nó thấp thôi nhưng nó cao, nhưng mà đường nó là hơi ngoằn ngoèo, hơi lại lại chút, không đến nỗi nào cao. Đèo chuối đây chắc có vẻ là ngày xưa ta trồng chuối nhiều quá ha. Cái cao lên á, cameraman đừng quay thấp dưới đây quá cái mấy bạn không thấy. Hôm trước mình cũng có ghé trạm dừng chân, bên công ty mình cũng có ghé trạm dừng chân này nữa nè, ghé là được tua hai tua rồi xong cái bỏ không ghé. Người ta không
có chuyên môn về làm kinh doanh về trạm dừng chân đó mọi người, cho nên là người ta phục vụ không có tốt. Người ta như dạng kinh doanh gì dạng như là nghỉ dưỡng đồ này kia nọ, khách sạn hay gì kia nọ, chứ không phải là chuyên về trạm dừng chân thì người ta chịu chi lắm mọi người, nhưng mà người ta chi ta cũng không lời chứ không. Mình không hiểu rồi, tới đèo chuối nữa nha mọi người. Mình không hiểu mấy bạn mà chạy xe con đó, mình lấy mới không hiểu sao mà không chạy không nhìn khí hậu, sao lại không nhìn khí hậu để ý xe sao là nó có vượt hay không. Mình cứ chạy một cái dí ga cắm đầu, mình cứ tập trung một chỗ không là nguy hiểm đó mọi người. Chạy dí nói thiệt, mình khuyên mấy bạn mới nha, mới chạy à, mình khuyên nha chứ không phải mình dạy nha. Chạy chỉ khó nhìn khí hậu hai bên, coi xe sao người ta có vượt hay không. Đừng bao giờ mà cứ tập trung nhìn vào một chỗ là không được đâu, mình phải quan sát hết vậy nè, ở đây nè, mình cứ quá xa luôn, mình quan sát đều vậy đó, chứ đừng có tập trung mà nhìn, cứ nhìn một chỗ này xe mà lên cúp vô đầu mình không biết luôn. Nhiều mấy bạn mà lái mới vậy đó, mình nói thật mà. Rồi thứ hai nữa là chạy không nhìn khí hậu đó, cứ về nhìn thẳng vậy thôi, không có nhìn khí hậu lắm lúc mấy bạn biết sao, xe sao người ta vượt lên đó, người xe sao người ta vượt lên, vượt lên mình không nhìn khí hậu mình đâu thấy xe nào vượt lên đâu. Tất nhiên là xe trên nó đổ xuống, tất nhiên là ta phải cúp, bắt buộc người ta phải cúp vô đầu mình thôi, người ta tất nhiên là ta phải giữ cái mạng sống ra trước đó, xe đổ lên là bắt buộc mình ta cúp vô đầu mình thôi đó. Mình phải để ý xe sao người ta vượt lên, mình nhả chân ga ra một xíu là cho xe ta vô đó, chứ không phải mà mình là không cứ mọi người chạy mới chạy mà không nhìn khí hậu cứ thẳng ra đường ta đi cứ vậy nè, thằng nào muốn vượt thì cũng dí ga, cái gà vô xe ta vượt xe trên đổ xuống, tất nhiên là bắt buộc người ta 100% là ta phải cúp vô đầu mình nè, chứ không nói nhiều gì chứ đúng sai người ta không biết, ta phải cúp vô trước rồi, xe nó đổ xuống người ta phải cúp vô, còn mình nhìn mình hơi chạy mình không nhìn cái hậu thì nó cúp vô thì mình quất vô đích người ta, mình ăn đủ đó, thế thôi. Cho nên mình khuyên mọi người nha, chạy xe thứ nhất là phải nhìn cái hậu, hai gương cái hậu nè, bắt buộc phải nhìn thường xuyên, tập đi, không nhìn không quen phải tập nhập nhìn hoài đi, chạy chút liếc, chạy chút liếc nhìn coi có xe sao có lên, ở xe bên đây thì xe ông đa có cặp hông mình hay không đó, bên tài á thì nhìn xe sao nó có vượt hay không, còn bên lơ á, thì nhìn xe ông đa nó có cặp hông mình hay không, tránh trường hợp mà đừng bao giờ cho xe ông đa nó cặp hông mình nha mọi người, tại vì xe ông đa cặp hông là rất nguy hiểm. Thứ nhất là nguy hiểm như sao, nó đang chạy à, lỡ có người ta đi bộ hay là có lỡ có con chó nào nó vừa chui ra cái nó quảng nó giật vô xe mình rồi mình cán luôn đó. Đừng bao giờ mà xe Honda nó chạy cặp hông mình, một mình chạy luôn, chạy qua nó luôn, hay là mình qua nó để cho nó qua, chứ nó đừng bao giờ cho nó đeo theo hông, rồi rất là nguy hiểm, nó gặp trước ngày hoặc là nó giật vô xe mình liền, nó đâu đừng né đâu, giật vô xe mình là mình cán liền đó. Còn mọi người mà quan sát nhìn ở đường trước á, là có đừng bao giờ là nhìn tập trung, thường những bạn lái mới hay tập trung vào một điểm, hay tập trung vào một điểm đó, một chỗ cứ thẳng vậy, cứ tập trung thẳng vậy nè, xe người ta lên người ta vô mình không biết luôn, xe người ta vượt mình không biết luôn, rất nguy hiểm. Mình quan sát hết trọn xung quanh này nè, từ xa luôn hết luôn, nói chung quan sát mắt phải nhìn, quan sát hết chứ đừng có tập trung vào cứ một đường thẳng vậy là chết, xe nó cúp đầu là không hay đó. Nói thì mọi người chỉ những cái điểm yếu thường lái mới hay gặp, nói cho mọi người thì mọi người lại chỉ trích mình giỏi quá mày thế này thế kia nọ, không ở đây mình không giỏi, nhưng mà cái là những cái tình huống như vậy là mọi người lái mới hay thường gặp rất nhiều, gặp rất nhiều luôn, nói thiệt gặp rất nhiều luôn. Bây giờ nó nói mọi người nghe, bây giờ ra đường đúng sai hay còn thiết, nhưng mà cái quan trọng là mình còn giữ tánh mạng mình, nó là thắng đó, quan trọng là giữ được cái mạng mình là thắng. Chứ bây giờ thí dụ cho mình thắng đi, cho mình dù cái tình huống đó, tai nạn nó xảy ra, cho mình đúng đi,
nhưng mà mình chết người ta sống, thì cái đúng của mình đâu có tác dụng gì đâu, đúng không? Chính xác không? Có lắm lúc mình chạy đúng người ta chạy sai, nhưng mình cho là cái đó là mình gọi là mình chạy đúng thì mình cứ chạy, người ta xảy ra tai nạn, cái điểm đó là mình, cái điểm đó mình chết người, mà người ta sai người ta sống, nhưng mà cái đó mình đúng thì mình có được mẹ gì đâu, chả được nhá, đúng không? Quan trọng là vậy, đúng sai cần thiết, quan trọng là đừng xảy ra tai nạn. Có thể qua vẹt nhẹ thì làm sao, nhưng xảy ra tai nạn à, những cái điểm mà lái mới không biết những cái gọi là cái gì ta, cái thế toàn chạy thấy tử không thấy chết không, cho lúc mà có khi xe anh em người ta vượt á, người ta vượt cùng chiều mà nè, ta vượt lên nhiều anh em lái mới cái dí ga chạy không cho tay vô, không biết là vô tình hay là cố ý, thì mình theo mình nghĩ là cái đó là mấy bạn đó là vô tình thôi, tại vì không nhìn cái hậu, không thấy xe người ta vượt chứ không phải là cố ý đó. Theo mình biết là không phải là cố ý mà vô tình dí người ta cho người ta không vô làn được, rồi xe đổ xuống bắt buộc người ta cái đường cuối cùng của người ta là cúp vô đầu, mày chết sống kệ mày, tao sống trước đã, mày sống sao đó. Mà mọi người biết sao, mấy bạn mà chạy xe con thì mấy chiếc xe nó nằm dưới cái bánh xe người ta không à, mà xe lớn người ta cúp vô cái là bạn nằm ở dưới bánh xe người ta cũng là bạn mấy ngày luôn à, cho nên nhớ nha, ráng chạy là ráng nhìn gương chiếu hậu cái nha mọi người, nhìn gương chiếu hậu để ý, không quen thì để ý nhiều lần coi xe sao nó có vượt không. Rồi tới địa phận có ba đời vui đồng người ơi, nãy giờ tâm sự mọi người nhiều quá, có đúng có sai gì mọi người bỏ qua nha. À, mình nói gì theo cái khía cạnh của mình thôi. Rồi lên đây Caramel chào các bạn cái coi. À, Caramel nó ngồi nó quay mà nó núp đâu quay núp. Rồi thôi video mình xin kết thúc tại đây, chân thành cảm ơn các bạn đã xem video nha. Caramel nó quay không có tâm, nó ngồi núp nó trốn. Thôi bye bye mọi người nha. Rồi chào.